thể cho chú hỏi một vài câu hỏi được không? Vâng. À, con đeo tai nghe này thì con có thích không? Không có. À, khi mà con đeo cái tai nghe này vào đấy, con có cảm thấy khó chịu hay là đau tai không? Con đau ạ. À, thoải mái đúng không? Cảm thấy thoải mái đúng không? Vâng. À, ok con, à, cảm ơn con nhé. Vâng. À, chúc con học thật giỏi này. Đấy, ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ nhé. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến. Trên tay của mình đang cầm đây là một sản phẩm tai nghe không dây, nó có tên là My First Headphone BC Wireless. Và chiếc tai nghe không dây này nó thích hợp sử dụng cho các bé từ 4 tuổi trở lên, với cái trọng lượng rất là nhẹ, chỉ khoảng 26 gram, thì khi mà các bé đeo ở trên tai cảm giác rất là thoải mái và dễ chịu. Cộng với thiết kế ở những cái điểm tiếp xúc ở đây được làm bằng cao su rất là mềm mại, cho nên là khi mà các bé đeo vào tai nghe trong một thời gian dài, nó không bị đau tai mà vẫn cảm thấy rất là dễ chịu. Tiếp đến là một cái công nghệ ở trên chiếc tai nghe này, đó là công nghệ Bluetooth, là có thể kết nối với điện thoại này, với laptop và iPad rất là dễ dàng trong quá trình học tập cho các bé. Khác với những tai nghe truyền thống thì ở trên chiếc tai nghe My First Headphone này thì hãng đã sử dụng một cái công nghệ gọi là công nghệ dẫn truyền âm thanh qua xương gò má. Cộng với giới hạn âm lượng ở trên chiếc tai nghe này chỉ là 85 dB, cho nên là nó rất an toàn cho các bé. Một cái điểm nữa ở trên chiếc tai nghe My First Headphone này đó chính là khả năng kháng nước cũng như là khả năng chống thấm mồ hôi. Với cái khả năng kháng nước là IPX6 thì các bé có thể là hoạt động thể thao ở trong nhà hay là ngoài trời cũng không lo bị ảnh hưởng đến chiếc tai nghe này nhé. Hiện tại thì sản phẩm tai nghe My First Headphone này đang có sẵn tại các cửa hàng bên An Tiến, và các bậc phụ huynh có thể là dẫn các bé đến tại cửa hàng để trải nghiệm sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.